Ok. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chương trình bây giờ đang là trên thoại Vsmart Star 5. Và hiện tại cái thời điểm mà mình quay video này là cái thời điểm 2 giờ 15 phút sáng rồi. Và mình đang quay ở nhà. Đấy nên là ăn mặc nó không được gọn gàng cho lắm, nên là rất là mong các bạn thông cảm. Đấy tại sao mình lại phải làm gấp cái video này, bởi vì rất đơn giản thôi. Cái thời điểm mà các bạn đang xem video này thì mình đang ở trên máy bay, mình đi du lịch Phú Quốc rồi. Nên là bây giờ phải tranh thủ làm thật nhanh về cái chiếc Vsmart Star 5 này. Nó có một cái tính năng rất là hay, đó là tính năng vSIM, nghĩa là sim ảo. Đây mình mời bạn quay, có thể quay lại gần đây để cho bạn khác cùng xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái chiếc điện thoại này giá rất rẻ thôi, khoảng hơn 2 triệu thôi mà nó có đây ở đây mình đã tháo cái khay sim của nó ra rồi nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Đây cái khay sim của nó như này. Đấy và mình đã tháo khay sim ra rồi. Và bên trong máy của mình bây giờ là không có bất kỳ một cái sim vật lý nào cả. Đấy, nhưng nó vẫn tồn tại một cái sim ảo bên trong này. Với cái sim ảo này thì nó là của nhà mạng Vinaphone. Và các bạn sẽ được 10GB trên 1 tháng trong vòng 18 tháng. Đây là một cái chính sách mình thấy là rất là hay của Vsmart dành cho chiếc điện thoại này. Đấy và bây giờ thì mình sẽ thử những tính năng của vSIM xem nó như thế nào nhé. Đầu tiên là mình sẽ thử kiểm tra sao 101 thăng đi, xem nó như thế nào. Đấy xem kiểm tra được không. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó đang chạy rất là bình thường đúng không nào. Đấy, tất nhiên đây không phải là một cái SIM nghe gọi mà nó chỉ gọi là đây nó chỉ là cái SIM 4G thôi. Nhưng đấy, nó vẫn có tính năng nghe gọi nó mới hay chứ. Mình sẽ thử gọi 900 như nào. Tài khoản bây giờ nó không có tiền nên là nó không gọi ra ngoài được, nhưng mà nó vẫn nghe được lắm. Này, cảm thấy không? Nó không có tiền nên mình phải gọi 900. Thế còn bây giờ nếu mà muốn nghe thì sao? Đây mình sẽ thử một cái cuộc gọi đến đây để xem là liệu nó có nghe được hay không. Đấy, các bạn đợi một chút nhá. Này, các bạn nhìn này, test vSIM quá ngon. Cảm thấy không? Mình sẽ thử cho bạn xem này. Đây, phóng loa thôi nhá. Alo. Alo. Rồi, quá ngon luôn đúng không nào. Và tất nhiên nếu các bạn nạp tiền vào đây, các bạn có thể gọi ra ngoài bên ngoài bình thường. Đấy là tính năng của vSIM. Tiếp tục nữa nào, vẫn chưa hết đâu. Mình sẽ có một ứng dụng nữa, đó là ứng dụng Speed Test, là ứng dụng đo tốc độ mạng này. Đây mình kích vào đây. Đấy thì vừa rồi đây, mình đo đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Cái tốc độ của nó này, quá cao luôn này. Download là từng này này, và upload là từng này này. Quá cao luôn nhá, cái SIM này có 4G nhá. Đấy, các bạn muốn test lại không? Ấn test lại một phát nữa cho chắc nhỉ. Đấy. Và trong cái quá trình mà test lại như thế này thì mình cũng sẽ nói luôn đấy là ui test lại còn cao hơn này Hùng này. Hoành tráng chưa? Đấy. Chất. Quá chất đúng không? Rồi, và tiện thể cũng nói luôn với các bạn đó là lát nữa thôi thì mình sẽ lắp SIM vật lý vào đây để xem sản liệu nó sẽ sử dụng được tối đa là bao nhiêu SIM, đúng nào? Liệu có được 3 SIM 3 sóng hay không, hay là 3 SIM 2 sóng, hay là 3 SIM 1 sóng, cứ phải thử. Tất cả Dương Dê là phải có những bài test đàng hoàng để cho bạn xem. Đấy, tốc độ như này là mình thấy là rất ổn đấy nhá. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái SIM vật lý vào đây. Đấy, rất là mong các bạn thông cảm vì hôm nay mình ăn mặc nó không được gọn gàng cho lắm. Không giống như ở bên trường quay, hôm nay chỉ là một video vlog nhỏ nhỏ thôi. Rồi, bây giờ là mình đã lắp một cái SIM vật lý của mình vào đây rồi. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, là chúng ta sẽ có tất cả là 3 SIM ở đây. Đấy, nhìn rõ ràng rồi đúng không ạ? Tuy nhiên này, khi mình nhấn OK xong nhá, chúng ta sẽ vào trong cái phần cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần di động này. Đấy, chúng ta sẽ vào phần quản lý thẻ SIM này. Các bạn nhìn thấy không? Thì nó sẽ vô hiệu hóa một SIM đi nhá. Chúng ta chú ý cái điều này nhá. Nó sẽ vô hiệu hóa một SIM đi. Đấy, cái SIM 2 của mình đã bị vô hiệu hóa rồi. Và nếu mà mình muốn kích hoạt SIM 2 này lên thì một là mình sẽ vô hiệu hóa cái eSIM này đi. Đấy, mình hủy cái vSIM này đi thì mình sẽ kích hoạt lại được cái SIM 2 của mình. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ok này. Đấy. Rồi. Còn nếu mà mình muốn sử dụng cái vSIM thì mình bật cái này lên. Bật. Và nó sẽ kích hoạt nó sẽ bỏ đi một trong hai cái SIM vật lý còn lại. Cảm thấy không? Nghĩa là cái máy này của chúng ta sẽ là 3 SIM và 2 sóng, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ok, chuẩn, 3 SIM và 2 sóng. Bây giờ anh sẽ thử tắt cái này đi này. Đấy, rồi. Ok. Ấn ok vào đây. Anh sẽ YouTube em down chưa? Có rồi đây, nó mặc định có. Mặc định có đây. Đây ok. YouTube nhá, thử search Dương Dê đi. Đây, enter này. Anh bật dữ liệu đã. Đúng rồi, vSIM để anh bật dữ liệu di động lên. Đấy, tí nữa giật mình. Đây, dữ liệu di động mình bật lên như bình thường thôi. Nó giống như một cái SIM bình thường thôi. Các đợi một tí là được, nhưng mà 4G nó lên rồi. Ok, ui dồi, sợ search Dương Dê, Dương Dê lấy vợ này. Anh em thích search Dương Dê lấy vợ à? Rồi, ok, Dương Dê nhá. Các bạn nhìn này. Các bạn thấy tốc độ như nào ạ? Tư vấn điện thoại này. Ôi, thật là quảng cáo à?
Đấy con này, những đại loại là mạng. Đây. Cho cháu hỏi nên mua Galaxy S20. Rồi ok, cháu hỏi lát nữa chú trả lời sau. Live phát đã. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái vSIM này truy cập mạng rất ổn luôn. Nghĩa là cái vSIM mà vSmart trang bị vào đây và tặng kèm chúng ta là một cái SIM mình thấy là rất là tử tế, rất ngon. Đấy, mức giá chỉ rơi vào khoảng hơn 2 triệu đồng tại 7S thôi sau khi đã trừ đi hết quà. Nói chung là nếu các bạn muốn biết cái giá cuối cùng của cái chiếc điện thoại này như nào thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp đến hotline của 7S hoặc là kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video. Xong sau đó liên hệ đến 7S, các bạn nói rằng là nếu mà mình không muốn lấy quà thì giá cuối cùng các bạn để cho mình là gì không? Thì 7S họ sẽ báo cho các bạn muốn mức giá tốt nhất nhé. Rồi các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Công nhận là cái vSIM này là mình thấy là rất là ổn đấy, và là cũng làm chắc là trong giờ sắp tới các hãng điện thoại cũng sẽ nên làm theo cái trào lưu này. vSmart đang có cái trào lưu này trên điện thoại giá rẻ. Còn tất nhiên có những hãng điện thoại khác thì họ đã làm cái kiểu này rất là lâu rồi, nhưng mà đó là trên những chiếc đại rất là cao cấp và rất là đắt tiền. Còn đây một chiếc điện thoại chỉ có vài triệu đồng thôi mà như thế là mình thấy ổn đấy. Nói chung là mình thấy ổn, không biết các bạn thấy như nào. À quên mất. Còn cái chiếc điện thoại này thì mình nghĩ là mình sẽ mang đi Phú Quốc để làm một cái tính năng rất hay. Lại đây. Đây, mình nghĩ là mình sẽ như thế này. Đấy, thả rơi đi. Nào, anh em, bao nhiêu comment bảo mình là sẽ thả rơi và thử độ bền cái chiếc điện thoại này ở ngay tại Phú Quốc thì hãy để lại thêm comment nhé. Mình sẽ làm một cái video test độ bền mà rất là hoành tráng cho bạn xem. Ok, bây giờ chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau. Bye bye. Anh nào em giật mình. Ừ, giật mình đúng không?